sao Việt gia nhập đường đua đón Halloween. Cuộc chiến chưa bao giờ hạ nhiệt. Châu Bùi, Phương Ly biến hình cực chất. Hội nhóc tỷ nhà Salim, Phương Oanh gây sốt. Ji Phạm, Duy Khánh quá ngầu. <laughs> Mùa lễ hội cuối năm luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ và dịp Halloween là một trong số đó. Dù là lễ hội mới du nhập vào Việt Nam trong những năm gần đây nhưng Halloween được nhiều nhiều hưởng ứng. Đặc biệt, dàn sao Việt còn đầu tư những bộ ảnh hóa trang xịn sò, chất lượng để đu trend. Mỗi người sẽ chọn nhân vật khác nhau để biến hóa, showbiz Việt cũng vì thế mà rộn ràng trước thềm chính thức diễn ra Halloween. Một trong những bộ ảnh gây sốt mạng xã hội chính là màn hóa trang thành những nhân vật trong phim Thần Điêu Đại Hiệp của nhà Salim thu hút hơn 100 ca lượt tương tác. Mẹ bỉm được khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng, bố thiếu gia thì lầy lội. Bé Pam chính là chú chim điêu gây sốt vì có 101 biểu cảm siêu cưng, cực đáng yêu khi bên cạnh bố Dương Quá và mẹ Tiểu Long nữ. Đầu tư từ trang phục đến bối cảnh của bộ Thần Điêu Đại Hiệp thế nhưng cộng đồng mạng lại liên tưởng đến câu chuyện ăn khế trả vàng. Cùng tung bộ ảnh đón Halloween kỷ niệm mối quan hệ 10 năm thân thiết, hai anh tài Duy Khánh, Jun Phạm khiến khán giả ồ qua khi có những trang phục đầy màu sắc hóa thân thành Joker và Harley Quinn. Trước đó, ca sĩ Phương Ly hóa trang với trang phục tôn ngộ không nhưng đi đại náo sân Pickleball thay vì đại náo thiên cung. Nhưng mới đây, cô nàng tung con ảnh cực xinh khi hóa trang thành cô thỏ ngọc nhưng lại thiếu chú của Andri bên cạnh. Hai nhóc tỷ của Phương Oanh, Sắc Bình, Jenny và Jimmy cũng được bố mẹ cho nhập hội hóa trang khi diện đồ bí ngô đáng yêu trong năm đầu chơi lễ hội hóa trang. Gia đình đang trường đứng chung khung hình sau ly hôn, con trai cưng thiên tử này ra ý tưởng cả nhà sẽ hóa trang theo phong cách hoàng gia. Các em bé nhà Phan Hiền, Khánh Thi cũng được cho đi chơi Halloween. Chưa dừng lại ở đó, cuộc chiến của dàn mỹ nhân Vbiz chưa bao giờ hạ nhiệt, từ loạt hình tượng hoạt hình đến nhân vật trong phim được các người đẹp biến hóa đa dạng. Nổi bật nhất phải kể đến hội bạn của Quỳnh Anh xin hóa trang thành những nhân vật Tây du ký, kèm theo đó là bảy ưu tinh nhìn nhện. Bộ ba châu bùi, Quỳnh Anh xin, Hoàng Cu tự nhận là Kili bùi và Kendall phí và mẹ Anna Winmart chuẩn bị đổ bộ thảm đỏ Mad gala. Màn hóa trang hot nhất nhì mùa Halloween năm nay phải kể đến Khánh Vân. Không chọn nhân vật họa hình hay cổ trang, Hoa hậu Hoàn Vũ chọn biến hình thành cô dâu, vừa đu trên vừa tiện tung ảnh sinh trước ngày cưới. Trước thêm sự kiện đã hừng hực cỡ này, cư dân mạng chấm hóng màn lên đồ của dàn sao Việt vào tối ngày 31 tháng 10. Halloween diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, từ phương Tây đã trở thành lễ hội phổ biến trên khắp thế giới mà một trong những hoạt động đặc thù của nó là hóa trang. Sự phong phú về ý tưởng hóa trang cũng phản ánh sự phát triển của văn hóa. Hóa trang Halloween ngày nay không bó hẹp ở các hình tượng ma quỷ, người ta có thể biến hình thành bất kỳ ai, từ các nhân vật hoạt hình, người nổi tiếng đến những nhân vật độc đáo khác do họ nghĩ ra hội hóa trang dịp halloween trở thành một dịp để mọi người thể hiện sự sáng tạo vui đùa và đoàn kết các cuộc thi hóa trang lễ hội và những cuộc diễu hành tạo ra không khí vui nhộn gắn kết cộng đồng